Ôi Quân ơi, mình đang ở trong nhà bà ngoại của mình Quân ạ ấy. Mà không phải bà ngoại của mình, nhầm nhầm, bà ngoại ma ám Quân ạ ấy. Thì hiện tại là mình, bạn biết tại sao mình bảo là bà ngoại ma ám không? Mình thấy rất nhiều người đã phải gọi là chui trong khu rừng này, mình kinh ngậm chui vào. Ồ, thì hiện tại thì các bạn không biết đâu, mình sợ quá, mình trốn dưới gầm giường. Thế là mình trốn đến, Quân mình trốn đến khi nào? Trốn đến khi bé bà đi ra, bà đi đâu nhỉ, quên mất rồi. Bà phải gọi là bà đói quá, bà đi ra ngoài bà mua thức ăn rồi. Ê, giờ mình tha hồ mà mình ở nhà mình bà quậy Quân ạ. À, được rồi, có một cái lỗ ở đây Quân ạ. À, được, mình sẽ cố gắng trượt qua góc này đủ nè đấy. Bà nói chung là bà đi lâu lắm, bà phải gọi là mình chả hiểu tại sao bà đi lâu quá Quân ơi. Nói chung là bà mãi không về đấy, nên là mình phải đi kiểu tham quan nhà bà tí nha bà. Ui ở nhà bà này toàn tâm hầm, chắc chắn là bà nhốt trẻ con trong này rồi. Kim, ủa trong này có gì này? Ôi xem, nhà bà này lắm tầng hầm lắm bạn ạ. Ui nhà bà này có cái gì đấy, có cái gì đấy? Ồ có cái gì ấy, mình cũng không hiểu mấy. Nhà bà này kiểu như là lắm đồ lắm, mình phải thoát ra khỏi nhà bà này. Nhà bà này không có wifi, không có internet, không có Facebook, không có YouTube gì cả, mình không thích đấy. Bà có tiền thì mình còn ở lại, bà lại không có tiền nghèo nghèo rất mình tơi. Ok Quân ơi, ôi bé. Ồ ở đây có cái gì này? Ồ nó đổ này. À hợp lý. Nói chung là giờ bà ngoại bà không có nhà, nên là trò chơi của chúng ta. À vì quả đoạn này mình phải ngồi xuống Quân ạ. Đu úi ôi nhà bà này à, bà này kinh dị nhỉ. Phải nói là nhà bà lắm ngõ ngách lắm Quân nè, nguy hiểm lắm, bà còn đặt bẫy cơ đấy. Mình biết mà, sau một vài ngày thăm khám thì mình biết mà. Ồ nhưng nói chung là giờ bà đang đi vậy, bà đi chợ và mua thức ăn nên mình chả sao. À tha hồ mở đây rồi. Ồ mình đập tung chỗ này lên cũng được. Ồ có cái, ồ cái bức ảnh của bà này được bạn ạ. Ồ được rồi, bức ảnh của bà. Gì đấy, là một cái cột bạn ạ. Đù một cái cột. Ồ ở dưới này có xe nữa này, vãi bạn ạ. À vãi luôn, xe lắm thế. Ở đây có cái chỗ tủ quần áo của bà, mình có thể chui trong này mình trốn. Ủa có xe này ngon, mình có thể chạy xe trốn không bạn ạ. Mình cần chìa khóa. Ui mình có thể chế tạo súng bắn bạc bạn ạ. Oh my god, wow. Ủa mình có thể chui vào xe này, mình hết, mình không có xăng ạ. Ok được rồi. À được rồi, mình ở đây có mấy cái khu vực này bạn ạ. Cái gì đây? Bà anh có thể, thôi mình nghĩ là mình sẽ chế tạo súng ra bắn bà ấy. Được rồi, xe nào ấy. À trong này có cái gì đấy? Có cái này cái gì mình chả hiểu. Ok được rồi. Ồ nó phụt xương khói à, nó phụt khói à. Ờ có không, ở trong nhà bà này nó có khói này vãi. À bà có máy xịt khói xịt xương mà nè. Hợp lý. Ok bà đang đi ra khỏi nhà, chúng ta tha hồ nhà bà quậy thôi, quậy phá. À trẻ trâu phải quậy phá chứ, tội gì đúng không. Đúng ra bây giờ bà đã phải đi tìm mình rồi. Ôi mình phải đi tìm bức ảnh bạn ạ. Ôi bà này còn uống bia này, kinh thế. Ôi uống bia có hại cho người già. Bà đã già còn uống, kinh thế nào. Ồ đây là cửa nhà của bà đấy cũng chưa, bà răng bẫy mình này. Có cái gì đấy, cần chìa khóa đỏ bạn ạ. Ok để mình đi xung quanh nhà bà xem có cái gì không. Nhà bà toàn bức ảnh củ chuối rồi, nhìn xấu vãi. Thế mà bà thích treo ạ. Mình cũng không hiểu tại sao bà lại thích treo cái mấy cái tấm ảnh bạn ạ. Ờ tấm ảnh nhà bà nhìn xấu lắm, chắc khi nào mình phải nhận bảo bà ơi nhìn xấu lắm bỏ đi. Ồ có bức ảnh của bà Granny này. Ok mình sẽ thả ở đây đi, mình lấy bức ảnh bạn ạ. À lấy bức ảnh, ok luôn. Lấy bức ảnh của bà xuống tầm hầm bà, ghép ảnh lại cho bà đi. Đấy bà, để mình cho bà xem rõ nhỉ. Bà chứ mình chưa cho bà xem rõ. Đấy. Ok được rồi bạn ơi. À đây mặt bà, các bạn thấy mặt bà rõ chưa. Đấy mặt bà nhìn già nua lắm rồi, thế mà vẫn còn uống bia uống rượu được. Đấy, bà còn có cây nến trên này này. Đấy kinh chưa. À đủ. Ok mình sẽ đi thăm dò tiếp.
các bạn ơi, bà nói già già thôi chứ bà vẫn đọc sách nhá. Bà đọc sách kinh khủng luôn ấy. Ok được rồi. À, để chúng ta đi xung quanh nhà bà xem gì không. Ui, TV à em? TV. Ồ, TV tủ lạnh nồi cơm bộ đàng, công tơ các xếp đầu làng. Đấy. Dù lâu đã hỏng thành hàng mà đê. Nào, ôi rồi, ngồi xem TV cái. Nào, có kênh VT Dung Thế Bao, bật tên cái nào. Ôi rồi. Bà lại chả bật được. À đúng rồi, do TV nhà mày quá đẻo nên là không thể bật được kênh Dung Thế Bao. Để bạn đăng ký cho kênh mình. Nếu bạn nên mình nhờ bạn đăng ký cho kênh mình và like đăng ký nha. Không chỉ đăng ký. Ôi rồi, người làm rơi bức tranh của bà này vãi. Có cái bánh xe màu đỏ các bạn ơi. Bánh xe màu đỏ làm gì nhỉ? Nói chung là mình mới vào nhà bà này và nhiều đồ quá, không biết đầu nào mà lần mà à bà có cái dây này. Không phải cái bánh xe màu đỏ này làm gì ấy, không phải vấn đề bánh xe màu đỏ này làm gì ấy. Đấy, bà là cái chuông đây này, mình cũng không sợ mấy. Ui, ở đây có cái này thử nào. Không được, mình cần một cái chìa khóa màu đỏ các bạn ạ. Hình giữ ta. Bà này bà nhẫu đâu giữ ta. Ok. Nói chung là mình sẽ vứt hết đồ ở một chỗ nha các bạn, cho nó dễ tìm, dễ làm, dễ hiểu. Được rồi. Có một căn phòng mà mình chưa vào phòng nhà bà. Úi dồi, bà này còn có ban công này các bạn. Bà này còn có ban công này. Oh my god. Bà có ban công ạ. Ui, đường ông cống này. Ok các bạn ơi, em sẽ làm Imoto nha. Ôi, Imoto anh em ơi. Chui ông cống bạn ạ. À đủ. Ôi, bà này có ông cống này. Ồ, hợp lý, chui ông cống ra luôn. Tội gì phải đi ấy nhỉ. Ồ, được của nó đấy các bạn. Chui ông cống nha. Mặc dù hơi chui đi. Thôi chắc là phải đeo khẩu trang. Trong nhà bà này toàn corona. Có gì không ta. Sợ bà nuôi quái vật chết người. Ôi ôi. Uầy, nhà bà tự nhiên giờ bà lại cho thêm cả cái ống cống lại con nhà này. Ồ, nước nhà để nước cống nha. Nào xem nào. Ồ, cửa này không mở được bạn ơi. Không mở được, cửa này bị kẹt rồi. Chúng ta phải sử dụng kỹ năng siêu nhân của chúng ta. Nhìn lén, đấy. Ồ, trong này một căn phòng rất là đẹp mà nhưng nó không cho chúng ta mở. Ồ, trong này cái gì đấy. Ồ, cầu thang đi lên à. Ồ. Ui ôi, mặt bà ngoại Randy xấu gái thế. Tưởng mặt bà đẹp thế nào, bà nhìn xấu thế. Ôi, rơi tranh bà luôn gì. Nên mình chỉ lắp. Ở trong này chả có cái gì bạn ạ. Chéo sao bà lập cái phòng này làm gì nữa. Mình cần một cái búa bạn ạ. À đù, mình có búa đâu. Ok. Ui, thịt này, bà này có thịt luôn, bà uống thịt kinh thế. Đi remove. Ôi. Ô, bà có thịt đúng đưa luôn này, vãi. Ô, ui, nhà bà này nhiều chỗ vãi bạn ạ. À đù. Ơi, hình như đây là cái chỗ mà à, đây là cái đường cầu thang. Hóa ra là vậy, mình chui đường ống cống kia mình đi lên đây. Mình cứ tưởng là cái gì cơ. Bà có thịt to thế nhưng mà toàn thịt thối thì mình không ăn được. À. Mặt bà nhìn xấu thế. Có vẻ như là nhà bà này chả có cái gì bạn ạ. Ui chết rồi này. Bà này bà con. Bà còn uống còn chưa. Bà uống bia đúng rồi. Bà cho cả thùng bia. Bà có một con quạ này. Có chìa khóa màu xanh luôn. Ô, con quạ nó cắn mình bạn ạ. À đù, mày láo nhờ. Nó dám cắn mình bạn ạ. À mày láo nhờ. Mình không lấy được cái kia bạn ạ. Con quạ láo quá, nó dám cắn mình mà nè. Mà sao mình cao to đến hôi này, mình không cắn được con quạ. Mình lại không đánh nhau con quạ nhỉ. Thằng này hơi chắc là mình yếu đuối quá. Không chơi được bạn ạ. Cái gì mình lấy củ thịt này mình móc ra cho con quạ ăn. Cho thế nó dễ hiểu bạn ạ. Nào xem nào. Ở đây có góc tường này. Ui. Ở đây có cái góc cầu thang này. Mình chui vào mình nấp bà này. Ui. Bạn chưa. Nhà bà này cứ như là cái mê cung ý. Có công nhận mình không công nhận đi. Rồi không công nhận nữa chứ nhỉ. Mặc dù nhờ bà đang nghi ngoáng. Chắc bà đang mua dầu ăn Omo, bột giặt Omo vân vân bà mây mây bà. Nhà bà. Ồ, có cái búa luôn này. Hợp lý.
Ok, ok luôn. Ô, nhà bà có cái này này. Ui, ui, có thêm tầm hầm này. Bà này nhiều lỗ thế, chắc bà này bà đào lỗ để bà đào vàng đây rồi. Bà này chuyên gia đào vàng, đúng là chuyên gia đào vàng chúng ta. Ui, có cái mảnh gì này. Ờ, toàn những tây thôi, bỏ đi. Specky, ok, chìa khóa quá nào. Ok, được rồi, mình sẽ thử thoát ra khỏi bà này, nhà bà này xem có thoát được không nha. Hoặc là mình lại ở thêm vài ngày nữa để chờ bà về để xem mặt bà thế nào. Ok, được rồi. Mình nhìn cái mảnh, các bạn nhìn này có giống cái ấy không? Nhìn nó cứ quen quen cái gì ấy. Specky. Cái này nó cần code à? Một cái code bạn ạ. À đù. We back season, bà đang đi đâu đó ấy. Ê, cần một cái chìa khóa đỏ. Không sao, có búa thì bạn. Búa thì chúng ta sẽ để làm gì đúng không? Búa đập phá sao? Búa ta ở mình không đập bà. À đù. Tính ra mình chuyển sách cái búa là mình đập lại bà xong gì đâu. Thanh niên này đúng rồi. Có người đập luôn. Cần một cái chìa khóa. Bà này nhà gì lắm chìa khóa nhỉ các bạn. Ok, mình sẽ thử sang khám phá căn phòng bí mật nha. Vì lúc trước mình cho người ta chơi thì cũng không có một căn, mình chưa thấy người ta chui ở cái lỗ đây lần nào. À, nên là lần này Jill này bà sẽ khám phá khu vực của nhà bà, xem bà có những gì. Bà có tiền tài vực của Hồng miễn sao bà có tiền là mình lấy luôn, xong rồi mình đi về. Mà mình thấy cái thằng nhân vật này, các bạn nghĩ xem IQ thằng này tầm phải bao nhiêu. Mình nghĩ IQ thằng này chắc tầm phải chỉ có dụng nguồn thịt rồi này. Vãi. Mình không nhặt được thịt, vãi. Mình đang định nhặt thịt cho quả này. À quả à, mày thích quả à? Léo, con quả rất là léo luôn. À, cho xin cái chìa khóa nhá. Thôi chắc nó không cho đâu, tạm thời chưa cho đâu. À, nó lại cắt cho phát. Vậy sao thằng nhân vật này thuôn quả như thế, cú đắng. Cần gì? Ui, đúng rồi, mình test thử cái này nha. Mình sẽ test thử cái này xem cái này bù sơ thế nào. Không được ạ. Ui, còn mình không biết cái remove này làm gì, nhưng mà thôi kệ. Nói chung là chúng ta cứ phải đi đập phá cái nhà bà cái đã. Ở đây cần cái hammer. Ôi trời ơi. Cầm luôn cái gỗ này, đập luôn. Ồ, mình vẫn cầm cái hammer các bạn. Đập luôn này. Gỗ này. Ô bài cát. Sao mình cứ cầm một cái ván gỗ thế nào ấy nhỉ? Ok được rồi, ok. À, ngồi xuống đi. Trong nhà bà có những cái gì mà sợ bà này. Ô la la. Mình biết ý nghĩa của cái việc cầm cái búa là gì rồi. Ô la la các bạn ơi. Yeah, các bạn biết là một 887 không? Đấy. Ôi, không, mình không đi đường cống nhà bà đâu. Giờ đi cái này chưa? Cái nhà phòng này phòng gì các bạn? Mình không hiểu sao nó không đi được cơ. Đây nước cống này các bạn. À đủ. Phòng này có một cái dấu kìa. À? Miếng thịt. À, mình cần một cái chìa khóa. À, ở đây mình cứ tưởng là chỗ con gái bà ở. Có cái cốt này bán. Ok, mình chui qua mình. Mình vứt luôn rồi. Nhầm con ạ. Vứt vậy không biết shotgun có dùng được không. Ok bạn ơi, shotgun này nó nhanh bạn ạ. Các bạn thấy game này hơi có vẻ kinh dị. Mà các bạn thấy đường ống cống nhà bà này rất là tận dụng như bạn. Bạn nên nhớ là xây một căn nhà tận dụng giống bà này. Đường nước thải bà cũng phải làm cho mình một căn nhà đấy. Ô mình không lên khóa ra. Ô vậy thế là mình ngồi xuống đây là mình không đi được nữa. Ok được rồi. Ok luôn. Thế là mình xuống đây là mình không trèo đường kia lên được. Hợp lý bạn ạ. Các bạn nhớ làm nhà giống bà này nha. Rất là uy tín giá rẻ. Ông cống cũng làm nhà các bạn. Các bạn đừng tưởng cái ông cống mà xả thải ra không làm nhà đâu. Đấy, chưa bà thì bà còn để thức ăn trong đấy nó gì đúng không? Cốt này, ok được rồi. Mình sẽ lại đi nhà. Quên nhà bà đẹp sao đi góc này được. Lên trên này, đấy.
như chỗ này của bà có hở cái gì ấy. Kìa được rồi, thịt thở ra này, có búa này. À, mình cứ tưởng cái này nó thông sang cái phòng kia cơ. À được rồi. Úi, không phải cái gì. Không phải cái gì mà nào. Ok, tính ra mở phòng đi vô dụng vãi. À ha, các bạn có thấy cái điều gì hơi lạ lạ cái nhà này không bạn? Ui, ở cái chỗ này mình vào đấy má. Ừ, cái chỗ này mình vào rồi bạn ạ. Cảm thấy điều này hơi lạ lạ nhà này không? Nhà bà này. Ơ, cái chỗ này là chỗ mình vừa đẩy bạn ạ. Đây rồi, mở ra phát nào. Có gì không? Có gì không? Đưa tiền đây, đưa tiền vàng đây. Ồ, không có gì ạ, vãi. Mình đang định lấy tiền vàng trong nhà bà chứ. Nhà bà này không có tiền, quá nghèo. Nghèo rất mà tôi đã. Bùng tắm nhà bà này. À, bùng tắm nhà bà con ơi. Ui ôi, ui ôi, bạn ui ui, bà này thúi thế. Ui, có cả mảnh ghép của bà đấy. Bà thì sao bà vứt chìa khóa bên trong toilet, là thế bà lại còn bị táo bón gì ở trên móng gì đầu thế. Sao bà lại để chìa khóa ở toilet? À, mình chưa qua phòng ăn này, mình chưa từng qua phòng ăn lần nào. Là chúng ta sẽ phải qua phòng ăn xem có những gì. Ồ, có vẻ chả có những gì cả. Ok, xem nào. À đây, căn phòng mình chưa qua đây. Ê, xin hả, cái căn phòng dẫn ra cái lối cửa kia vào đây. Ồ, cái này nó cũng bị khóa luôn mà nại. Hình như cái cửa đấy chỉ có bà ngoại mình cứ chui qua được thôi. Bà có sức mạnh phi thường, sức mạnh của trẻ trâu ấy. Ôi, mấy chặt đầu quá. Oh my god. Ui, ui, rồi, kinh gì. Gì rồi, cái này tay vịn mà nè. À, nhà bà có cái cửa này. Đấy, cũng chưa. Nhà bà này rộng lắm. Bà, ui, tri thức là đây, tri thức là đây. Không phải nói nhiều ấy. Bà này, bạn ấy lại xuất gân này. Ok, được rồi, từ từ tí. Bà này rất là tri thức nha. Bà có làm về nhà bà này. Bà làm vlog, Gani vlog. Bạn nhớ ủng hộ cho series Gani vlog nha. Ôi, thế hôm sau cái cửa này không thể mở được ạ. À, đủ. Đi. Có siêu nhân mà anh em ơi. Ở đây có siêu nhân ấy. Bà đừng đùa. Bà phải gọi là chấp cả Goku nhá. Saitama nhá. Cái gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Naruto cũng chơi, không sợ đứa nào ấy. Bà phải gọi là One Punch One Kill mà nãy, không phải sợ. Bạn khi bạn vào nhà này, các bạn chỉ cần đưa tiền ra cho bà bảo ok này, các bạn cứ yên tâm nhá. Các bạn khi bạn đưa tiền ra cho bà bảo ok, các bạn cứ yên tâm, bởi vì là 100% là không đứa nào chạm vào người bạn đâu. Đấy. Ôi ôi, ôi. Mình nhớ là bà có cái khu vực gì cơ mà. Cái khu vực kiểu như là khu vực gì nhỉ? Quên mất tên rồi các bạn ấy. Khu vực gì ấy, quên rồi. Ui, ui. Ô. Ui. Wow, wow, ui, ở đây có cái đường hầm nè, wow, ok con này, mấy chưa, nhà mày quá là nhiều đường hầm mà nè, ấy, ok để mình lấy shotgun cái, để mình gắn lại xem khẩu shotgun như thế nào cái, nói chung là bà không ở nhà thì mình tha hồ mà quậy phá, mặc dù có búa thằng này nó không ai quy mà nè. Cầm búa đập luôn nhà ra thoát là xong, có gì đâu mà cần phải đây các bạn ạ. Gà, anh nghe chắc chắn là gà player rồi. À đây là đường thông bạn ạ. À để mình thử có cái gì đấy. Ui, cần một cái gì đó các bạn ạ. Ui, ê, nhà bạn này có cả quang tài các bạn ạ. Ui, chui vào nắp quan tài ở bên này. À được, đây chính là nơi cuối cùng của con đời người đây. Ok bên này. Thôi chắc là video mình đến để cái thằng bạn đấy thì nói chung là mấy lâu thì bắt bà bắt về mình, nói chung kể lại tí nha. Bà bắt về mình ấy, xong rồi mình trốn bà đấy, xong bà buồn lắm. Bụng bà sôi to quá, mình đích tay ngủ luôn trên giường. Bà không thấy, bà đi ra chợ và mua thức ăn, xong rồi mình khóa luôn cái cửa lại, thế là bà không thể đi được vào được, nên là mình đã ở trong này quậy phá bạn ạ. Ok bạn ơi, thôi giờ mình nằm trong quan tài ngủ.
bạn ơi. Thôi chắc là video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy hay, bạn đừng quên để cho mình like, share và đăng ký để ủng hộ kênh nha. Ok, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.